Kính chào quý vị, chúc quý vị ngày Chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin sáng nay. Sau Tết, nông dân huyện Tân Hưng tranh thủ ra đồng chăm sóc lúa vụ đông xuân 2016-2017. Xuất khẩu rau quả, điểm sáng của nông nghiệp Việt Nam, ghi nhận của Trần Quý và Quý Thắng trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới, Liên Hiệp Quốc chi 100 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động cứu trợ tại 9 quốc gia bị khủng hoảng. Sau những ngày vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, bà con nông dân trên địa bàn huyện Tân Hưng đã tranh thủ ra đồng để chăm sóc vụ lúa đông xuân 2016-2017. Vụ đông xuân 2016-2017, huyện Tân Hưng gieo xạ trên 38.000 hectare, trong đó có hơn 4.000 hectare cho thu hoạch trước Tết Nguyên Đán. Sau những ngày vui Tết, nông dân đã tranh thủ ra đồng chăm sóc diện tích lúa còn lại. Nói chung Tết thì cũng cần chăm sóc ruộng, cũng quan tâm ruộng nhiều. Tết hôm nay cũng mới mùng 2, cũng đi ruộng rồi. Tết năm nào cũng vậy, trước Tết, trước gần Tết là đi thăm trước. Rồi ăn Tết bữa hai là cũng phải đi thăm, coi có sâu bệnh gì không. Hiện nay, huyện Tân Hưng đã thu hoạch gần 6.000 hecta lúa đông xuân, năng suất bình quân từ 5,5 đến 6 tấn một hecta. Trừ chi phí, nông dân lợi hơn 10 triệu đồng một hecta. Thưa quý vị, hội thi phụ nữ duyên dáng huyện Cần Đước lần thứ 14 năm 2017 do Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tổ chức đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ, góp phần tạo nên không khí vui tươi trong những ngày Tết cổ truyền. Hội thi phụ nữ duyên dáng huyện Cần Đước lần thứ 14 năm 2017 do Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tổ chức đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ, góp phần tạo nên không khí vui tươi trong những ngày Tết cổ truyền. 20 thí sinh tham gia dự thi vòng chung kết được tuyển chọn từ 40 thí sinh tham gia dự thi ở các cụm Tân Trạch và thị trấn Cần Đước, với các nội dung như biểu diễn trang phục tự chọn, trang phục áo bà ba và trang phục truyền thống áo dài. Sau đó, ban giám khảo chọn ra 8 thí sinh có số điểm cao thi năng khiếu và ứng xử để trao giải nhất, nhì và ba. Do tuyển chọn từ vòng sơ khảo nên tham gia vòng chung kết, các thí sinh đã thể hiện vẻ đẹp, khả năng ứng xử, kiến thức xã hội và khẳng định vai trò vị trí của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống. Thí sinh Trần Thị Kiều Trinh, đơn vị xã Phước Dân đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi phụ nữ duyên dáng huyện Cần Đước lần thứ 14 năm 2017. Thưa quý vị, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, khi trở về với cuộc sống đời thường, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Tân An vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng quê hương bằng những phong trào thiết thực tại cơ sở. Trong số đó, phải kể đến các mô hình cựu chiến binh tự quản của Hội Cựu chiến binh phường 3 thực hiện từ hơn 3 năm qua đã và đang mang lại những kết quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên thời sự, mời quý vị theo dõi. Cựu chiến binh phường 3 là một trong những cái tổ chức chính trị rất là mạnh, nhiều năm liền thì được cựu chiến binh của thành phố công nhận là cái đơn vị trong sạch vững mạnh. Coi như vậy thì qua các năm rồi liền đó thì thấy cựu chiến binh phường 3 làm nhiều cái mô hình rất có hiệu quả cùng với nhà nước để quản lý xã hội, đặc biệt là một số cái tuyến đường ở cái chợ tự phát, rồi một số cái tuyến đường trong đó cái tuyến đường Quỳnh Văn Tạo. Từ 3 năm nay, tuyến đường Quỳnh Văn Tạo dài gần 1 km luôn khang trang sạch đẹp. Đó là nhờ công sức không nhỏ của những người lính Cụ Hồ. Quá trình thực hiện mô hình tuyến đường cựu chiến binh tự quản tuy gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của các hội viên cựu chiến binh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân. Đây không chỉ là hoạt động mang lại hiệu quả giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương, mà còn tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Thì ở trước kia cái tuyến đường Huỳnh Văn Tạo này thì rất là bê bối, coi như là con đường này vỏ dừa thì phơi tùm lum, quần áo thì để không có văn minh đô thị thế nào hết đó. Từ hồi có cựu chiến binh cùng phối hợp với nhân dân ở tuyến đường này thì là đều thực hiện để cho cái tuyến đường xanh sạch trật tự. Ý thức người dân thì nói chung là cựu chiến binh triển khai tới đâu thì dân sẽ thực hiện tới đó, cùng phối hợp với nhau rất là đồng tình với lại cái cuộc vận động xanh sạch trật tự trên đường này. Chợ tự phát trên đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc khu phố 4, phường 3 được hình thành năm 1980. Từ một vài hộ ban đầu đến nay, chợ đã có gần 40 hộ tập trung buôn bán. Vì là chợ tự phát nên tình trạng gia quẹt, ùn tắc giao thông ở đây thường xuyên xảy ra. Xuất phát từ thực tế trên, Hội Cựu chiến binh phường 3 chủ động phối hợp với công an phường, thường xuyên ra quân
lập lại trật tự đô thị tại các điểm chợ trên địa bàn. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, Hội Cựu Chiến binh đã vận động thuyết phục 100% tiểu thương cam kết thực hiện 7 nội dung mà Hội Cựu Chiến binh đề xuất, như nơi bán hàng phải đúng quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, không vứt rác đổ nước thải ra đường, nhắc nhở người mua hàng không đậu xe dưới lòng đường. Nhờ vậy, chợ tự phát khu phố 4 dần đi vào nền nếp. Nói chung là từ ngày có mấy anh chị cựu chiến binh giúp đỡ thì ở đây buôn bán chị em rất là nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương của nhà nước đề ra. Xe không có để lộn xộn, để trên lề, mà tai nạn giao thông cũng không có. Thì qua quá trình thực hiện thì đến nay nhìn chung thì cái tuyến đường trở nên sạch đẹp, nền nếp trật tự chợ đã đi vào cái nền nếp ổn định. Trong thời gian tới thì cán bộ hội viên cựu chiến binh phường 3 sẽ tiếp tục phát huy cái thành quả đã đạt được, cùng với đảng bộ, chính quyền và dân dân phường 3 xây dựng cái tuyến đường văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị. Với hiệu quả thiết thực, liên quan mật thiết với đời sống của người dân, các phong trào mô hình tự quản của Hội Cựu Chiến binh phường 3 đã và đang tạo sự lan tỏa, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó tạo thành thế trận, lòng dân vững chắc trong phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường nói riêng và thành phố Tân An nói chung. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp vừa khép lại một năm sản xuất khó khăn do thiên tai kéo dài. Tuy nhiên, ngành rau quả đã bứt phá ngoạn mục khi vượt lên một số ngành hàng chủ lực với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu, xuất siêu hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dự báo, dư địa xuất khẩu đối với mặt hàng rau quả vẫn còn nhiều, có thể tăng gấp 10 lần hiện tại. Đây là chuồn nguyên liệu xuất khẩu rau quả lớn nhất miền Bắc. Ngay từ những ngày đầu năm mới, người trồng chứa đã tất bật với công việc làm đất, chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới. Nhờ thị trường rộng mở, giá cả ổn định, đất trồng chứa hầu như không nghỉ mà có vụ quanh năm. Thửa này đang trồng mới thì thửa khác chuẩn bị cho thu hoạch. Năm 2016 là năm thắng lợi lớn đối với người trồng rau quả xuất khẩu. Nhìn chung đối với năm 2016 vừa qua thì đối với nghề nông nghiệp tôi làm thấy rất hiệu quả. Còn tương lai năm 2017 thì tất cả các diện tích dứa xử lý quá đông cũng như đến thời điểm đang cho thu hoạch thì chúng tôi thấy coi như là chắc năm 2017 chắc là cũng là một năm coi như có cho nhiều cái thắng lợi. Thì tất cả bà con đều vui vẻ ấy, đón Tết một cái Tết coi như là ấy rất mừng, coi như là thắng lợi được các cái mùa hoạch và các mùa tiếp theo đi, thì tôi nhìn thấy tương lai là bà con rất vui phấn khởi, coi như là đón cái Tết coi như là Đinh Dậu thôi. Trong khi đó, các nhà máy chế biến cũng đang hoạt động hết công suất để đáp ứng đủ yêu cầu đơn hàng từ nhà nhập khẩu. Đơn cử tại nhà máy này, những hợp đồng xuất khẩu của năm 2017 đã được ký từ cuối năm 2016. Đáng nói là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp này chủ yếu là Nhật Bản, EU, những thị trường mang lại giá trị cao cho nông sản Việt Nam. Trong năm 2016 thì tổng kim ngạch xuất khẩu chúng tôi là đạt 12 triệu USD, thì trong đó là 35% giá trị kim ngạch là xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì tất cả các cái hợp đồng cho cái sản phẩm của năm 2017 thì là hầu hết là chúng tôi đã được ký từ cuối năm 2016, và cho đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi và đến cuối năm 2017 là chỉ là tập trung tổ chức sản xuất làm sao để đủ đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng. Rau quả vốn được coi là ngành hàng chủ lực nhưng đã liên tục đạt được tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Bất chấp những khó khăn từ điều kiện sản xuất gặp nhiều hình thái thời tiết bất lợi. Riêng năm 2016, rau quả xuất siêu hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, vượt lên cả ngành hàng lúa gạo. Những đóng góp từ xuất khẩu rau quả cho giá trị kim ngạch nông sản nói chung đã khiến các nhà quản lý buộc phải thay đổi cách nhìn cũng như đưa ra chính sách định vị lại ngành hàng này. Việc đầu tiên là chúng ta phải xác định cái quy hoạch và xác định các cây trồng lợi thế để có những cái định hướng đúng cho từng loại cây trồng. Những cây trồng nào, nhóm cây trồng nào là nhóm mà phục vụ đắc lực cho xuất khẩu và chúng ta có lợi thế thực sự thì chúng ta sẽ quy hoạch lựa chọn các cái vùng và có những cái chính sách đầu tư hỗ trợ về kể cả khoa học công nghệ, kể cả hạ tầng cơ sở và chế biến để thúc đẩy nó lên và phát triển nó. Và những cái cây trồng nào
mà nó có lợi thế của vùng hoặc là để cho phục vụ nội tiêu thì chúng ta cũng xác định rõ ràng để chúng ta có những cái định hướng trong việc đầu tư. Hiện nay, rau quả của Việt Nam đã được xuất đi trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất trong nhiều năm qua. Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ là những thị trường giàu tiềm năng, có nhu cầu lớn và đang có xu hướng chuyển sang đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam. Không khí sản xuất ngay từ những ngày đầu năm này cho thấy những dự báo ngành rau quả tiếp tục một năm lạc quan trong năm 2017.